17. Cung câu giặc có được không? Liệu sát khí có hơi nặng không? Trong này chứa đựng một câu chuyện vô cùng thần kỳ, sau này Trẫm sẽ kể cho nàng nghe. Thần thiếp đã cáo chủ khắp trong cung, tới lúc đó các cung sẽ đến dự lễ. Văn võ bá quan thì không cần, nhưng phải mời đủ tam công. Dạ. Cả cưới nhi nữ. Trong nhà có người mới đến, để con nó đến làm quen đi. Còn một người nữa, hoàng thượng cũng nên mời tới. Là ai? Mùi mùi có cưới chi? Nó giống gì cũng phải đến. Nó ở trong nữ đạo quán là đủ rồi. Nhân dịp này để nó xuống đài một lần. Thần thiếp thầy nữ nhi tạ ơn hoàng thượng. Tử phu, chuyện này đã làm cho nàng chất giả rồi. Đây là phần sự của thần thiếp mà. Nàng và ta là vợ chồng kết tóc. Người khác chẳng qua chỉ là mây khói. Nàng đừng để quá trong tâm. Hoàng thượng đã nói sai rồi. Vợ kết tóc của hoàng thượng là Trần Hoàng hậu. Thần thiếp cũng chỉ là người đến sau. Nàng thật cởi mở, không hổ là bậc mẫu ghi thiên hạ. Nàng an tâm đi. Nhà họ về của nàng đều là công thần. Trẫm sẽ không bao giờ quên. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Hát hay quá, hát thêm một bài cho chúng tôi nghe đi. Không hát nữa đâu, cả hai người lại cười ta. Triệu cô nương xinh đẹp hơn người, chẳng trách còn thường để vui mừng đến như vậy. Hai người lại cười tôi nữa rồi. Có đại tư mã, xin gặp triệu cô nương. Thần Vệ Thanh tham kiến tân đương đương. Đại tư mã không cần khách khí, chúng ta đã nhận nhau là họ hàng rồi mà. Từ nay ngài sẽ là ca ca của tôi. Nhi thần không dám. Về đại ca, ta muốn hỏi thăm một người. Tại sao Giang Sung tiên sinh lại không tới? Đường đường quen biết với Giang Sung sao? Chúng tôi đã từng gặp nhau ở Phượng Hoàng Châu. Hoàng thượng nói Giang tiên sinh bói chữ rất chính xác, nên tôi muốn mời tiên sinh bói cho một chữ. Số mạng của cô cần phải bói nữa sao? Này, công chúa đã nghe chưa? Bây giờ ta phụng lệnh để đón công chúa về cung. Qua khỏi thôn này có một quán trọ nào đâu, ta không về. Công chúa không muốn biết tân đương đương trông như thế nào à? Ta nghe cầm hổ nói vì cô nương này vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, chỉ trạc tuổi của chúng ta thôi. Công chúa phải gọi cô ấy là gì, làm sao mà gọi nổi? Phụ hoàng muốn yêu ai, lấy ai, liên quan gì đến tôi chứ? Được, là công chúa nói đấy nha. Công chúa không về thật à? Ta ở đây rất tốt. Nhưng ta biết anh nói thế nào với mẫu hậu của công chúa đây? Cô biết nói thế nào mà? Công chúa vẫn nhớ tới anh ta. Con người vẫn sống bằng hy vọng. Thế nếu như huynh ấy đã lấy vợ sinh con, chẳng lẽ công chúa vẫn đợi huynh ấy sao? Vì vậy có nghĩa là ta đã nhìn lầm người. Thí chủ hãy về đi, ta phải tụng kinh buổi trưa rồi. Công chúa cứ như là thật ấy. Nếu chàng không trở về, ta sẽ đi như thật. Nói thật lòng mình, huynh ấy phải là của công chúa. Nhờ đại tư mã chuyển tới tân nương nương rằng nội cung không được gặp ngoại thần. Đại tư mã hãy lựa lời từ chối và cảm tạ nương nương giúp dùm cho Giang Sung. Chẳng phải hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Lúc đó cô ấy còn chưa là nương nương, bây giờ đã phân định ranh giới quân thần. Thì nếu như tân nương nương cứ một mực đòi gặp ông cho bằng được thì sao? Vậy nhờ đại tư mã hỏi xem nương nương muốn bói chữ gì. Giang Sung không tiện gặp mặt nương nương, bói xong Giang Sung sẽ báo lại với đại tư mã. Ta đi làm gì? Ta đồng thiếu rượu uống. Các huynh ai muốn đi thì cứ đi đi. Thái tử đừng làm cho bệ hạ mất hứng mà. Dù gì cũng là người một nhà. Đủ rồi, không cần khuyên ta. Chỉ là một tân đương thôi, đâu phải là hổ ăn thịt được ai chứ.
Thái tử sợ tức cảnh sinh tình, vợ mình thì bỏ đi, thái tử đâu còn lòng dạ nào nhìn người khác động phòng. Người khác nào? Đó là phụ hoàng của ta mà. Hoàng hậu giá lâm, di thần cung kính lên tiếp mẫu hậu. Di thần cung nghênh giá phượng. Cả bà lại ở đây à? Cưới gì? Mẫu hậu đích thân mời con đến dự hôn lễ đó. Mẫu hậu còn đi mời hộ à? Không, đây không phải là ý của mẫu hậu. Sao lại không phải là ý của mẫu hậu? Trong cung thêm người, cả nhà quay quần, con nên đến chữ. Mẫu hậu, sao người phải chịu ấm ức như vậy? Người là quốc mẫu đương triều, vợ chồng phải cùng nhau trải qua hoạn nạn đã suốt 20 năm rồi. Bây giờ phụ hoàng gạt mẹ sang một bên lấy người mới, sao mẹ không phản đối đi? Mẹ không dám phản đối thì ít nhất cũng phải cho con nói, nói rằng mẹ không vui. Cưỡng chi, xem ra hôm nay ta đến đây là đúng. Năm xưa khi phụ hoàng con nạp Lý Hoa phu nhân làm phi tử, mẫu hậu không để tâm vì con còn nhỏ. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, mẫu hậu liền sợ. Mẫu hậu sợ con bất chấp tất cả làm phụ hoàng của con nổi giận. Mẫu hậu, tất cả mọi người đều cho rằng ta là vợ của hoàng đế, địa vị hoàng hậu cao quý. Nhưng ta nói cho con biết, ta còn là một người mẹ, là mẹ của con và mùi mùi của con. Trong lòng mẹ chỉ nghĩ đến hai con thôi. Hoàng hậu Lý Khang, mẹ cậu còn sống không? Mẹ đẻ của thần là công chúa Yên Chi, sống chết chưa rõ. Thần chỉ có mẹ nuôi thôi. Cầm hổ, còn cậu, hoàng hậu Minh Giám, mẹ của thần đã qua đời từ lâu rồi. Linh Chi, còn cô, hoàng hậu biết Linh Chi là cô Nhi mà. So với họ, con đã được ông trời yêu mến hơn nhiều rồi. Vì sao? Vì dù sao đi nữa, con vẫn có một người mẹ vô cùng yêu thương con, bảo vệ con bằng tất cả sức mạnh nhỏ bé của mình. Vì mẹ, con đừng bướng bỉnh nữa có được không? Nhi thần tuân chỉ. Mời tân nương nương xuống xe. Nương nương đến nơi rồi. Ngự lâm quân xin nghênh đón giá phượng của nương nương. Nghênh đón giá phượng của nương nương. Tuyên thất cát. Hoàng đế, nghe nói phi tử mới không khác gì hàng ca trên cung trăng hạ phàm. Mẫu hậu sẽ được nhìn thấy nàng đây thôi. Tử phu có nói gì không? Di thần về tử phu nghênh đón mẫu hậu. Tử phu, con cũng đến rồi. Di thần sao thể không đến? Còn nhiều điều lạ lẫm di thần phải quan tâm. Con nghĩ thông suốt như vậy là tốt. Về điểm này, con hơn hẳn Trần A Kiều. Mời mẫu hậu. Quần thần vào nhập tiệc. Thái tử đến. Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu.
đứng lên đi con. Tạ ơn hoàng tổ mẫu. Cứ gì, lại đây ngồi với tổ mẫu đi. Dạ. Đời làm để nạp phi cho phụ hoàng con xong là đến được con. Con đã có ý trung nhân chưa? Hãy nói cho tổ mẫu biết đi. Tổ mẫu sẽ giúp con. Tổ mẫu không cần phải lo cho con đâu. Đại tư mã đến. Bệ hạ, tân nương đến rồi. Mời mẫu hậu giáng chỉ. Không, phải là tử phu giáng chỉ mới đúng. Tử phu là chủ của phi tần sáu cung. Vậy làm phiền nàng, tử phu. Thần thiếp tuân chỉ. Mở cửa giữa, nổi nhạc, nổi trống lên, nghênh đón tân đương đương. Nổi nhạc, nổi trống, nghênh đón tân đương đương. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế Đại Hán phụng ý chỉ của mẫu hậu hoàng thái hậu, sắc phong thục nữ họ Triệu làm phi tử, hiệu là Câu Giặc phu nhân. Ngày này vào cung cử hành đại lễ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau qua bái kiến mẫu hậu đi. Dạ. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Được rồi, qua bái kiến hoàng hậu đi. Từ nay các con phải đồng tâm hiệp lực, trong nhà hòa thuận, bồi diệt mới được thuận lợi. Dạ. Thần thiếp bái kiến hoàng hậu. Ngồi vào bàn tiệc đi. Tạ ơn hoàng hậu. Đẹp quá phải không? Sao không thấy Giang Sung? Bẩm đi hạ, sứ giả áo gấm vẫn chưa đến. Ông ấy là ông Mai, sao có thể vắng mặt được chứ? Không có ai tới tuyên chỉ mời ông ta sao? Giang đại nhân cáo bệnh à? Vậy Hồ Quốc phu nhân đâu? Hồ Quốc phu nhân cũng bị ốm à? <笑>
Hoàng đế Nạp Phi yến tiệc linh đình, sao không cho mời ông? Vì ta không nên lộ diện, cả người cũng nên tránh đi. Tôi chịu khổ đủ rồi, không đáng được vui vẻ một chút sao? Người mà không đi thì ngày mai ở đây sẽ có một kiếp nạn xảy ra. Nào, trầm kính tất cả một ly. Câu chặt, nàng là đương đương mới, cũng nên kính mọi người một ly đi. Mời đương đương. Bỏ khăn che mặt ra được rồi. Không, theo quy định ở quê của thần tiết thì vào động phòng mới được bỏ khăn. Quy định ở quê có lớn hơn quốc pháp không? Hoàng đế đã bảo bỏ khăn thì con hãy bỏ khăn đi, cũng để cho chúng ta được nhìn thấy dung nhan của con. Mẫu hậu phải để cho tân lang bỏ khăn trùm đầu của tân đương, làm gì có chuyện tự bỏ khăn. Đúng rồi, cũng may là con dắt đó. Hoàng đế, đây là việc con phải làm mà. Vậy để trẫm bỏ ra. Phi tử mới, bà bệ hạ Nạp chính là cô ấy à? Huynh có nhầm lẫn không? Sao lại nhầm lẫn? Có nhầm lẫn thì bệ hạ cũng không làm đâu. Cô ấy họ gì? Họ Triệu. Họ Triệu trong số tề sở Diên Dương hàng triệu Ngụy Tần à? Sao huynh không nói cô ấy là phiền đi? Con dâu xấu xí cuối cùng cũng gặp mặt cha mẹ chồng rồi. Mẫu hậu, cô ấy là ai? Họ Triệu. Họ Triệu trong số tề sở Yên Hàng Triệu Quỷ Tần. Tuyết Liên, Tử Chi, hai con kính câu giặc phu nhân một ly đi. Cô ấy có tỉ mùi song sinh không? Không, chỉ có một mình thôi. Thế nào cũng có xảy ra chuyện lớn. Người tình của thái tử chính là cô ấy đó. Vậy là mận đã thay đào à? Phải nói là đổi trắng thay đen. Chúng thần xin chúc câu giặc phu nhân nhiều phúc nhiều thọ, đỡ đần cho bệ hạ và hoàng hậu. Đa tạ các vị đại nhân. Cứ gì, cô không nên uống sai. Mẫu hậu không cần phải lo cho nhi thần. Đây là rượu cẩu tương của già lang. Rượu mừng không làm người ta sai đâu. Câu giặc phu nhân, ta kính phu nhân một ly. Cứ gì, con không hiểu phép tắc, không được uống nữa. Hiếm khi mọi người vui như hôm nay, cứ để cho Cứ Nhi kính một ly đi. Cứ Nhi đã uống nhiều quá rồi, cô chưa sai đâu. Nhi thần xin phụ hoàng ân chuẩn, chỉ được uống một ly thôi. Câu giặc phu nhân, hình như bổn cung đã gặp phu nhân ở đâu đó rồi thì phải. Phu nhân mới đến Trường An, con gặp phu nhân ở đâu được? Lần đầu tiên phu nhân mới đến Trường An sao? Thành Trường An rộng lớn như thế này, chính khu 48 phường. Phu nhân chớ có để bị lạc. Ta kính phu nhân một ly. Không, hôm nay tôi uống quá nhiều rồi, hãy để cho tôi lấy trà thay rượu đi. Không được, trà là trà, rượu là rượu.
Thái tử điện hạ, con dặn phu nhân đã không uống được nhiều rượu, vậy để thần thay thế cho. Ông là ai? Ta là cậu của thái tử. Trên chiếu rượu không có cậu, ông không xứng. Tôi đã nhận đại tư mã là ca ca, tất nhiên ông ấy có thể uống thay tôi rồi. Ông là ca ca của phu nhân à? Phu nhân lần đầu tiên đến Trường An à? Đã có người nâng cô ấy lên gần rồng gần phượng. Chị Thanh, ta chúc mừng ông. Cứ gì, cô uống sai thật rồi. Cậu mau lui xuống cho tỉnh rượu đi. Không, Di thần muốn sống chết với Diệu Thanh. Thái tử điện hạ, hãy để cho thần uống trước, để tỏ lòng kính trọng. Xin thứ lỗi cho thần, thần đã không để lại giọt nào cho thái tử rồi. Mẫu hậu, giờ là đã đến, đến lúc đưa tân nương vào động phòng rồi. Phải đó, mau vào động phòng đi. Này, ta còn chưa uống rượu với tân phu nhân mà. Thái tử, chúng ta về thôi, bỏ ta ra. Về thôi thái tử. Hôm nay thái tử hơi thất thố, không biết nguyên nhân gì đâu. Mau đuổi theo thái tử đi, đừng để cho thái tử xảy ra chuyện. Dạ. Tử phu, bệ hạ, cứ gì nó làm sao vậy? Cứ gì vốn không biết uống rượu, nhưng lại cứ cố uống. Nàng đừng che giấu cho nó được. Cứ gì không sao thật mà. Trẫm là phụ hoàng của nó, tâm sự của con trai sao trẫm lại không hiểu? Nó bất bình cho mẹ đẻ của nó chứ gì. Dạ phải, bệ hạ nói rất phải. Nàng bảo với nó, chuyện của nó trẫm vẫn nhớ. Nó muốn tìm cô gái đó, trẫm không ngăn cản, cứ tùy ý nó. Bỏ ta ra. Thái tử, bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Thái tử. Thái tử, bỏ ta ra. Bỏ thái tử ra đi. Thần Vệ Thanh bái kiến thái tử. Hoàng hậu có chỉ, mời thái tử về phủ. Vệ Thanh, ông tránh ra đi. Ông làm vậy là ý gì? Vệ Thanh, ông dám cản ta? Vệ Thanh, xin tiễn thái tử. Vệ Thanh, ông là cái thá gì chứ? Phụ hoàng đã cướp đoạt tình yêu của người khác, ông còn giận cô ấy làm mùi mùi của mình để được thêm phú quý. Ta coi thường ông. Lý Hàn Quý cầm hổ, đưa thái tử về đi. Thái tử, ông có tránh ra không? Trừ khi thái tử giết chết được Vệ Thanh, ông tưởng ta không dám giết ông à? Thái tử, nếu hôm nay thái tử có bị gì, ta sẽ hỏi tội hai người. Dạ. Đại tư mã, hôn lễ hôm nay hình như có điều gì đó không ổn.
Ngài về hỏi lại con trai của mình đi. Tôi chưa bao giờ gặp Triệu cô nương của thái tử, làm sao biết được Triệu cô nương đó là của thái tử chứ? Triệu cô nương đó cũng không đúng. Cô ấy đã ước hẹn chuyện trăm năm với thái tử thì cô ấy phải nói rõ với bệ hạ chứ. Nhưng cô ấy không nói gì, không thể trách cô ấy được, cũng không thể trách bệ hạ. Ai nói ta trách phụ hoàng? Đây là chủ ý của ai? Sao bệ hạ lại phải đến Phượng Hoàng Châu? Điều đó phải hỏi Giang tiên sinh. Là Giang Sung à? Chuyện này thật kỳ lạ. Câu giặc phu nhân sao không chịu bỏ khăn trùm đầu xuống? Thái tử còn buồn rượu làm bừa. Đây là phong tục của Đại Hán các cô sao? Ai gặp phải chuyện này cũng đều phát điên mà. Có phải giống như lời thái tử từng nói, vui như điên hay không? Nhưng thái tử thực sự rất tức giận, chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Xin hai công chúa đừng dò hỏi nữa. Cô biết chuyện có đúng không? Linh Chi, mau nói cho chúng tôi biết đi. Tôi mong công chúa không bao giờ biết chuyện này. Cô nói với một mình ta thôi, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Nói với ta đi. Công chúa còn nhớ thái tử từng khước từ hôn ước với công chúa hay không? Không phải là thái tử khước từ ta, mà là ta khước từ thái tử. Hình như ta từng khước từ thái tử, và thái tử cũng từng khước từ ta. Vì thái tử đã trao tình cảm cho một người khác rồi. Vậy thì đã sao? Người thái tử yêu là ai? Chính là người không chịu bỏ khăn trùm đầu ra ấy. Người vẫn chưa đi à? Thái tử cho gọi ngươi đó. Quỳ xuống. Giang Sung, ngươi biết tội chứ? Di thần không biết mình phạm tội gì. Ông biết rõ Triệu cô nương là người thái tử yêu thương, tại sao còn đẩy cô ấy vào vòng tay của bệ hạ? Ông còn dẫn bệ hạ đến Phượng Hoàng Châu, rõ ràng có sự sắp đặt trước. Người đã ly gián cha con ta, gây sóng gió giữa hai cung. Nếu ngươi không chịu khai rõ sự thật, ta mặc kệ ngươi là đệ tử của ai. Điện hạ muốn chi thần khai như thế nào? Ngươi không từ thủ đoạn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Điện hạ có thể bình tĩnh như di thần nói được không? Nếu có câu nào không đúng sự thật, ta sẽ lấy mạng chó của ông. Không còn mỗi chữ, chúng ta sống dễ chịu hơn đó. Điện hạ đã cho được nói, di thần không dám không thành thực. Thật thà vẫn là hơn làm bẩn bảo kiếm của điện hạ. Người nói gì? Xin thứ cho thần nói thẳng, thái tử và cô con gái họ Triệu trông thì đẹp đôi, nhưng nếu hai người đến với nhau sẽ gặp điều tai ương. Vì chính ông đã nói rằng thái tử và Triệu cô nương rất đẹp đôi kia mà. Thực ra di thần không chỉ nói có một lần, việc tốt gì cũng phải trải qua khúc mắc. Một kết cục tốt đẹp thường trải qua rất nhiều gian nan, như đi thuyền trên sông Hoàng Hà, dòng nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Như những lớp sóng chứa đầy những nguy cơ, những bóng chuốt nanh dọn của loài đan sói, phải hết sức cẩn thận và thận trọng thì mới có thể gặp dữ quá lành đến được bến bờ. Nếu có chút bất cẩn, nước sẽ tràn vào làm thuyền chìm. Bây giờ không may, một lần nữa cầu của thần đã ứng nghiệm. Còn dám xảo biện à? Ta và Triệu cô nương vốn chỉ yêu thương nhau, đã thề non hẹn biển. Nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi chủ ý, không một lời từ biệt? Chắc chắn vì ông đã nói gì đó. Thái tử đã có ước hẹn với Triệu cô nương. Nếu chỉ vì mấy lời nói của di thần mà khiến cho cô ấy thay lòng đổi dạ, thì hình như lời ước hẹn này của hai người phải chăng chẳng có gì đảm bảo? Người nói đi, tại sao đột nhiên cô ấy lại bất tích? Chỉ tại chúng ta đã sai. Là càng sai. Sai ở đâu? Đáng lý hồ quốc phu nhân không nên đưa cô ấy đến Trường An. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy? Có thể ta không nên đưa cô ấy về.
Sao chứ, mẹ đưa cô ấy về, thấy Tư Du mừng còn không kịp nữa là. Nhưng cô ấy là một cô gái vùng núi, đã bao giờ thấy sự phồn hoa của Trường An? Cô ấy đúng là có số đào hoa. Trường An phồn thịnh, cung điện uy nga, đường phố sầm uất. Một cô gái trong sáng như vậy sao có thể chịu nổi sức hấp dẫn mê hoặc này? Không đúng. Trên trời có phủ thần tiên, dưới trần gian có nhà đế vương. Trường An phú quý cách mấy cũng không bằng phủ thái tử. Vậy tại sao thái tử không đưa quấy về phủ thái tử mà để quấy ở trong nhà của hồ quốc phu nhân? Ở nhà ta không tốt sao? Không phải là không tốt, nhưng ở đó đông người qua lại, tin tức lan nhanh. Lúc bối chữ, thần đã phát hiện ra rằng quấy đã biết bệ hạ muốn chọn vợ cho thái tử. Vậy sao người không giải thích với quấy rằng ta chỉ lấy quấy thôi? Vì thần có giải thích thế nào cũng giống như là kim sâu không lọt, nước dậy không thấm. Cô ấy nói nhất định phải tìm một người tốt hơn thái tử đi, thái tử phải hối hận. Tại sao không nói cho ta biết? Vẫn có câu sơ không bằng quen. Lúc đó liệu thái tử có nghe thần nói hay không? Thần chỉ còn cách đề nghị cô ấy tạm ở trong đạo quán, để cô ấy tĩnh tâm suy nghĩ lại, không nên đứng núi này trong núi nọ. Ai ngờ không đầy 36 canh giờ sau, thái tử đã phá đạo quán. Lúc đó cô ấy đã biến mất rồi. Còn bắt ta phải đợi đến bao giờ? Nếu thái tử đã cho là như vậy thì thần chẳng còn gì để nói nữa. Ông phải nói cho rõ ràng đi, đừng nói năng mập mờ nữa. Lúc đó chúng ta cùng đi với hoàng thượng, nhưng cả chúng ta cũng bị che mắt rồi. Ông nói vậy là sao? Thiếu tướng quân còn nhớ không? Đến Phượng Hoàng Châu, cô gái đó sớm không hát buồn không hát, lại cất tiếng hát vào đúng lúc chúng ta đến. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Lúc bệ hạ sai tôi đi dò hỏi, lúc quay lại tôi đã nói gì? Ông nói cô ta có điểm rất kỳ lạ. Tôi đã không ngừng khuyên bệ hạ mau chóng rời khỏi đây, có đúng không? Điều đó thì đúng, tôi có nói dối không? Nhưng bệ hạ không chịu nghe, cứ đợi đến tận nơi để xem. Vậy là di thần đã ngộ ra được rồi. Nhưng lúc đó bệ hạ không nghe mà. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ tìm thấy cô ấy ở đâu? Hắc Hổ Lãnh. Không đúng, hoàng thượng đã gặp cô ấy ở Phượng Hoàng Châu. Phượng Hoàng Châu? Sao người không nói nữa đi? Chân thần tê cứng rồi, cứ như thế là không phải chân của thần. Đứng dậy đi. Tạ ơn điện hạ. Có vị tướng quân nào chịu giúp tôi đứng dậy hay không? Mau nói đi, ông đã ngộ ra điều gì? Lần trước người bảo vệ thái tử đến Đông Hải là Lý thiếu tướng quân, có đúng không? Là ta. Vậy thái tử gặp triệu cô nương ở đâu? Nơi đó là Hắc Hổ Lãnh. Là Hắc Hổ Lãnh? Không, nơi đó tên là Phượng Hoàng Châu chứ không phải là Hắc Hổ Lãnh. Dùng núi cao rừng sâu thường có loài hổ xuất hiện, tất nhiên dùng đó phải có tên là Hắc Hổ Lãnh rồi. Không, nơi đó có tên là Phượng Hoàng Châu. Nam Bắc cách xa nhau, sao cô ấy chạy đến đó được? Con bảo, liệu có người sắp đặt đưa cô ấy đến Phượng Hoàng Châu hay không? Ý mẹ là cố ý à? Đúng vậy. Chỉ có thể là có người cố tình sắp đặt, cố ý đưa cô ấy đến đó. Ý đồ của người này, bệ hạ, gặp được cô ấy phải không? Gió mây trần chủ, thiên địa hợp nhất. Và kẻ đó là ai? Kẻ nào mà dám to gan, dám bẩn cờ hoàng thượng, làm tổn thương thái tử? Kẻ nào? Là kẻ nào? Chuyện đến nước này chỉ được phép thần chí thái tử biết. Người nói đi, là kẻ nào? Chỉ có thể là bệ hạ. Tại sao phải làm như vậy? Hoàng thượng là thiên tử đại hán, muốn đạp thêm phi tử là chuyện dễ dàng, sao phải tốn công sức như vậy? Vấn đề là con trai của hoàng thượng đã để mắt tới vị phi tử này chứ? Người nói bậy, ta không tin. Ta cũng không tin. Bệ hạ chưa bao giờ gặp cô ấy. Đúng vậy, bệ hạ tình cờ gặp mặt cô ấy ở Phượng Hoàng Châu chỉ mới lần đầu thôi. Lý thiếu tướng quân, cả ta và tướng quân đều bị bệ hạ qua mặt rồi.
Sở dĩ hoàng thượng muốn ta và tướng quân cùng theo hầu, vì người muốn cả hai chúng ta đều làm chứng. Dù thế nào, cả hai chúng ta cũng có thể làm chứng bệ hạ chỉ mới gặp triệu cô nương lần đầu ở phủ Hoàng Châu. Dứt khoát không phải là bệ hạ, chắc chắn có kẻ đã rào. Kẻ này là đệ nhất gian thần của Đại Hán. Xin thái tử nói năng cẩn trọng, chứ có bệ hạ mới nghĩ ra được nhiều kế này thôi. Ta không cho phép ngươi được mở miệng nửa lời. Không đúng đâu mẹ. Có gì mà không đúng? Mẹ nghĩ mà xem, lúc vừa mới tới thành Trường An thì cô ấy ở trong nhà ta. Sau đó cô ấy đến chỗ đạo quán, làm sao hoàng thượng trông thấy cô ấy được? Vậy thì phải hỏi bản thân cô ta mới biết được. Cung câu giặc. Thái tử điện hạ, các người hãy vào thông báo, có đông cung thái tử lưu cứ, xin được gặp mẫu hậu phi câu giặc phu nhân theo nghi lễ triều đình. Khởi bẩm đương đương, thái tử xin được gặp đương đương. Không, ta không tiện gặp thái tử. Theo luật lệ trong cung, chủ nhân nên gặp thái tử ạ. Ta nói không gặp là không gặp, mau đóng cửa cung lại cho ta. Thái tử, các người lùi xuống đi. Lùi xuống. Dạ. Nhi thần Lưu Cư tham kiến mẫu phi. Thái tử miễn lễ. Mau đi khỏi đây đi. Mẫu phi không có gì dạy bảo nhi thần hay sao? Không có. Mẫu phi mới đến đây, lạ lẫm với mọi thứ, chắc chắn có nhiều điều bất tiện lắm. Nếu như mẫu phi cần gì, xin cứ giao cho nhi thần. Ta không cần gì hết. Mọi người đều đối với ta rất tốt. Triệu cô nương là nàng thật sao? Thái tử mau buông tay ra, kẻ có người trông thấy. Ta chỉ muốn nàng nói với ta biết tại sao nàng lại rời khỏi đạo quán, là kẻ nào đã đưa nàng đến phường Hoàng Châu. Ta quên rồi. Nàng không thể quên. Nàng đã nhai nát thảo dược từng miếng bóp vào miệng của ta. Chắc chắn nàng sẽ không quên chúng ta đã từng ước hẹn. Trước hồ nước ở nhà nàng, ở hắc khổ lạnh, dù núi lở đất lông, dù biển càng đá bồi, thì tình ta và nàng không bao giờ phai nhạt. Thái tử mau đi đi, hoàng thượng sắp đến rồi. Nếu phụ hoàng đến, ta sẽ nói với người rằng nàng chính là thái tử phi mà ta đã chọn. Thái tử, người hãy quên ta đi. Kiếp sau, cho dù có phải làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp thái tử. Ta chỉ muốn nàng trả lời ta một câu thôi. Trả lời xong, ta đi ngay. Quyết không đến làm phiền nàng nữa. Nàng không yêu ta. Nàng chưa bao giờ yêu ta thật sao? Không, ta không thể trả lời được. Vậy tại sao nàng lại đến phường Hoàng Châu? Nàng nói đi, ai đưa nàng đến đó? Chủ nhân của các người đâu? Sao không ra nghênh giá? Bệ hạ đến rồi. Trả lời đi. Trả lời ta đi. Đó đều là ý của bệ hạ. Thần thiếp ghen tiếp hoàng thượng. Bình thân. Vì thần tiếp giá. Sao còn lại ở đây? Trong trăm điều lành thì hiếu thảo đứng đầu. Mẫu phi lần đầu vào cung, nhi thần phải làm trọn nghĩa gia chủ, nên tới bái kiến mẫu phi. Đó cũng là việc nên làm. Con đứng lên đi.
Sao mùi mùi của con không cùng đến? Mùi mùi của con vẫn còn ở nữ đạo quán, học đạo theo lão tử. Từ lúc hoàng mùi con đến nữ đạo quán thì chưa từng rời khỏi đó nửa bước. Lúc nào trẫm cũng đến thăm các bậc thần tiên, tiện thể sẽ rẽ qua thăm hoàng mùi của con. Vi thần xin thay hoàng mùi tạ ơn phụ hoàng. Tốt nhất hãy cho mẫu phi cùng đi. Nàng ấy tại sao? Nữ đạo quán là cảnh quan lớn của thành Trường An, thờ phụng tam đại tổ sư của lão tử. Con nghĩ mẫu phi nhất định chưa đến đó bao giờ. Tất nhiên là cô ấy chưa bao giờ đến đó. Không đến nữ đạo quán thì coi như là chưa tới thành Trường An. Huống hồ có thể nhân dịp này để cho hoàng mùi bái kiến mẫu phi. Hôm nay con nói nhiều quá rồi đó. Ở đây không còn việc của con nữa. Lui ra đi. Di thần tuân chỉ. Thái tử đã hỏi rồi chưa? Chính là phụ hoàng. Phụ hoàng. Thái tử. Bệ hạ, cơm rượu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sao vậy? Tóc của thần thiếp bị rối à? Thái tử đến bao lâu rồi?